Vào 11 giờ trưa nay ngày 18 tháng 11, một cần cầu từ công trường xây dựng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng đã bất ngờ đổ sập, một người tử vong tại chỗ, ba người bị thương, giao thông ách tắc. Hơn một giờ sau, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm, giải tỏa hiện trường. Được biết, cần cầu này làm việc trên công trình do Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng làm chủ thầu. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.